Ai cũng thấy rằng là Giáng sinh là một cái dịp gặp lại gia đình. Đó là một niềm vui, đúng. Giáng sinh là một cái dịp để có những cái party gặp bạn bè. Đó là một niềm vui, đúng. Giáng sinh là một cái dịp để chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mua sắm, chúng ta đi chơi. Nó cũng là cái, nó cũng là điều đúng. Nhưng tất cả những cái niềm vui, những cái phước hạnh đó, nó thật là nhỏ nhoi. Và khi chúng ta quá chú trọng vào những điều nhỏ nhoi đó, thì chúng ta đánh mất cái ý nghĩa thật, cái phước hạnh rất là lớn ở trong mùa lễ Giáng sinh này. Chính vì vậy mà sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ với nhau xem Giáng sinh là gì, vì sao lại có Giáng sinh, và Giáng sinh nó ảnh hưởng gì trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ với nhau Giáng sinh là gì. Có thể có nhiều cái câu trả lời. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi Hội Thánh ở đây Giáng sinh là gì, thì có người nói rằng là Giáng sinh là Noel. Rồi hỏi Noel là cái gì, cái Noel là Christmas. Rồi Christmas là gì, nói Christmas là Giáng sinh. Và nó cứ đi sâu vần như vậy. Và cuối cùng Giáng sinh là cái gì? Thật là Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một cái lẽ thật rất là rõ. Giáng sinh là gì? Giáng sinh là cái sự kiện mà Đức Chúa Trời tìm đến với con người qua cái sự nhập thể của Chúa Giêsu. Giáng sinh nó là một cái sự kiện. Giáng sinh nó là một cái sự kiện. Nó là một cái sự kiện có thật. Nó không phải là điều mà người ta tưởng tượng ra. Đó là một sự kiện mà Đức Chúa Trời đã tìm đến với con người thông qua cái việc Chúa Giêsu đến thế gian để làm người. Và để giải thích cái điều này, giải thích cái sự kiện mà Chúa Giêsu đến với con người, thì trong buổi sáng hôm nay tôi cùng học với Hội Thánh một câu Kinh Thánh mà thôi. Và có thể nói rằng đây là câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất ở trên tất cả các câu Kinh Thánh. Có thể có những người họ hoàn toàn không biết gì về Kinh Thánh hết, họ cũng sẽ biết câu Kinh Thánh này. Và bởi vì nó quá nổi tiếng, thành ra tôi không ghi địa chỉ. Tôi đố quý vị biết câu này chép ở đâu. Giăng đoạn 3 câu 16 phải không? Giăng đoạn 3 câu 16, chúng ta thấy ngay cả khi chúng ta coi World Cup á, chúng ta thấy ở trên khán đài cũng có những cái bạn, tấm bạn đều John 3:16 ha. Giăng đoạn 3 câu 16. Chúng ta có những cái sự kiện lớn á, thì cũng có những cơ đốc nhân lúc nào cũng giăng những cái tấm bạn đề giăng đoạn 3 câu 16, giăng đoạn 3 câu 16. Và đây là câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất trong các câu Kinh Thánh. Nó gần như gói trọn toàn bộ nội dung của Kinh Thánh. Nó gần như gói trọn nội dung của Phúc Âm đến cho chúng ta. Quý vị đọc chung với tôi câu Kinh Thánh này một lần. Ai biết tiếng Việt đọc tiếng Việt, ai biết tiếng Anh đọc tiếng Anh, còn mấy tiếng khác thì tự đọc ha. Chúng ta cùng khởi sự đọc câu này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta đọc với nhau một lần nữa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là trọn bộ Phúc Âm. Đây là toàn bộ tin lành của Đức Chúa Trời ban cho con người. Đây là toàn bộ cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho để hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta cái bày tỏ cái điều đầu tiên cho chúng ta biết rằng lý do vì sao mà Chúa Giêsu giáng sinh. Tại sao Chúa Giêsu lại giáng sinh? Vì sao Chúa Giêsu lại giáng sinh? Và câu trả lời trong Giăng đoạn 3 câu 16 cho chúng ta rất là đơn giản. Vì Đức Chúa Trời yêu thương. Vì Chúa yêu chúng ta mà Chúa đến. Đây là Giáng sinh, là một cái hành động của tình yêu. Do đó khi chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh, chúng ta có thể hát nhiều bài hát giống như hồi nãy giờ. Chúng ta có thể mua rất nhiều quà. Chúng ta có thể nhận rất nhiều quà. Chúng ta có thể đi nghỉ chỗ này. Chúng ta có thể đi chơi chỗ kia. Nhưng nếu như Giáng sinh mà chúng ta không nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì đó không còn là Giáng sinh nữa. Chúng ta mất hẳn cái ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh là nói về tình yêu của Chúa. Vì sao Chúa Giêsu đến thế gian? Đó là vì tình yêu. Yêu ai? Quý vị, mỗi ngày quý vị trong cuộc sống thường ngày quý vị có yêu người khác không? Có chứ phải không ạ? Ai mà không yêu là nhìn mặt khó chịu lắm, phải yêu người khác. Nhưng mà câu Kinh Thánh này nói Đức Chúa Trời yêu yêu ai? Yêu thế gian. Yêu thế gian. Ôi quý vị ơi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thế gian. Quý vị có thấy cái điều gì đặc biệt khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thế gian không? Nếu mà quý vị nói rằng là tôi yêu con tôi là Minh Thi. Quý vị nói, chuyện đó bình thường, con anh không yêu, anh yêu ai? Nó, tôi yêu vợ tôi là Minh Thúy. Nó là điều may mắn, anh yêu vợ người khác, anh chết liền tại chỗ, anh phải yêu vợ anh thôi. Đó là vợ tôi, đó là con tôi. Tôi có thể tôi nói là tôi rất là yêu mến Phố, vì sao vậy? Đó là một anh em của tôi trong Hội Thánh. Nhưng ở đây Kinh Thánh lại cho chúng ta một cái điều rất là lạ lùng. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời yêu thế gian. Cái thế gian mà Đức Chúa Trời đang yêu đó là một cái thế gian như thế nào? Hôm qua tôi lên trên Google tôi research thử á, thì trên cái website của Tổ chức Y tế Thế giới WHO á, thì người ta nói rằng cứ mỗi một giây thôi trên cái thế giới này mà chúng ta đang sống đó,
có 40 người tự tử. Tự tử thành công á. Chứ còn tự tử không thành công là nhiều hơn nữa. Nhưng mà tự tử thành công, quý vị biết tự tử thành công là sao không? Là chết á. Tức là mỗi một giây chúng ta sống ở trên đời này có 40 người tuyệt vọng, bế tắc, không tìm ra lối thoát. Và cứ 40 giây là, cứ mỗi giây là có 40 người chết vì tự tử. Mỗi giây có 40 người chết vì tự tử. Cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, chúng ta nhìn thấy cái vẻ hào nhoáng của nó phải không? Nhưng tôi có lần tôi đọc rằng là ở tại New York hay là ở tại Las Vegas có những cái nhà hàng người ta bán một ly kem với giá 1.000 đô. Có những người tới nhà hàng ăn một ly kem giá 1.000 đô. Nhưng ngày hôm qua tôi đọc một cái thống kê cho biết rằng mỗi một năm trên thế giới này có 9 triệu người chết đói. Quý vị tin không? Mỗi một năm trên thế giới này có 9 triệu người chết đói. Trong khi có những người ngồi ăn một ly kem 1.000 đô. Có 9 triệu người chết đói trong một năm. Và chúng ta nhìn về Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thế gian này là một thế gian nào? Thế gian này là một thế gian mà con người sống với nhau đầy dậy sự ganh ghét, đầy dậy sự nghi kỵ, chiến tranh lan tràn khắp mọi nơi. Chúa yêu thế gian này là thế gian nào? Một cái thế gian mà giống như nước Mỹ là một cái nước rất là văn minh hiện đại phải không? Thế nhưng quý vị biết rằng cứ mỗi 107 giây, tức là khoảng chừng 1 phút rưỡi thôi, có một người phụ nữ ở Mỹ bị tấn công tình dục, ngay cả bị hãm hiếp. Quý vị có tin không? 107 giây, tức là hơn 1 phút rưỡi, ở Mỹ có một phụ nữ bị tấn công tình dục. Đây là một đất nước văn minh. Chúng ta không nói đến những cái nơi mà cái nạn tấn công tình dục phụ nữ hoặc là hãm hiếp lan tràn giống như Ấn Độ hoặc một số nước khác. Chúng ta đang nói về nước Mỹ. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết một điều rằng Đức Chúa Trời yêu thương cái thế gian đó đó. Ôi quý vị, ngày nay khi quý vị đi mua nhà, quý vị quan tâm đến cái điều gì? Quý vị quan tâm đến điều gì? Những người ở đây người ta chỉ cho tôi 3 cái nguyên tắc để mua nhà. Thứ nhất là gì? Location. Thứ nhì là gì? Location. Và thứ ba là gì? Location. Anh có thể mua một cái nhà nhỏ cũng được, nhưng mà anh ở trong một cái neighborhood mà ở đó nó rất là bình an. Sáng nay hội thánh mình có một chú không đi nhà thờ được. Thì sáng sớm chú gọi cho tôi, chú nói: "Một chú ơi, tôi lạnh quá." Tôi nói: "Ông sao ông lạnh gì, tội nghiệp ông vậy?" Ông nói cách đây 2 ngày cái khu tôi nó phá, nó vô nó đập cái cửa kiến nhà tôi. Thành ra tôi kêu thợ tới sửa thì thợ nó nói weekend thứ hai nó mới sửa. 2 ngày hôm nay là coi như là gió nó lùa vô cửa sổ nhà tôi lạnh tôi chịu không nổi. Tôi nói: "Ông chú ơi, chú có bịt lại không?" Ông nói: "Bịt rồi mà gió nó vẫn thổi vô." Và ông nói với tôi: "Một trời ơi, chắc tôi bán nhà này tôi đi quá, tôi bị đập hai lần rồi." Thành ra tôi hỏi: "Ủa nó đập vô làm gì?" Ông nói: "Cũng chẳng biết nữa, cái neighborhood này nó phá vậy, nó phá thôi." Và bây giờ ông nói rằng: "Thôi chắc bán nhà đi chỗ khác quá, chứ ở đây nó đập hôm qua giờ 2 ngày nay gió nó thổi vô lạnh chịu không nổi luôn." Khi mình mua nhà, mình không có thể mình không cần nhà lớn lắm, nhưng mà mình cần một cái neighborhood hết sức là an ninh. Và chúng ta thấy một điều rằng chúng ta chỉ ở một cái khu nào đó mà nó mất an ninh khi chúng ta buộc phải ở nơi đó, bởi vì chúng ta không có tiền hoặc chúng ta không có điều kiện. Nếu chúng ta có tiền có điều kiện, lập tức chúng ta move ra khỏi cái chỗ đó liền. Quý vị có công nhận điều đó? Chúng ta không có ai muốn ở trong một cái địa điểm, ở trong một cái location mà ở đó nó không có an toàn. Và thế gian của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn từ bên ngoài trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì thế gian của chúng ta là một cái nơi mà không có an toàn chút xíu nào. Và ở nơi đó Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã yêu thế gian. Cái tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người đó là cái phước hạnh lớn nhất, là điều lạ lùng nhất mà con người có thể kinh nghiệm. Những cái điều tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta, có một cái lẽ thật rằng nó không phải là vì chúng ta quá tốt hay vì chúng ta xứng đáng đâu quý vị. Và nếu như Chúa có thể đụng đến cuộc đời chúng ta, Chúa tìm đến với chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, tất cả đều vì tình yêu của Chúa. Tất cả là vì tình yêu. Nếu như tôi có thể nhận được sự cứu rỗi, nếu như khi tôi nhắm mắt tôi qua đời, tôi bước vào trong sự phước hạnh với Chúa, không phải là bởi vì tôi là một con người tốt lành, nhưng là bởi vì Chúa yêu tôi. Nếu như Chúa có thể giải cứu tôi, Chúa có thể chữa lành bệnh cho tôi, Chúa ban phước cho tôi trong cuộc đời này, Chúa ban cho tôi sự bình an, Chúa ban cho tôi sự vui thỏa trong cuộc sống mỗi ngày, không phải là bởi vì tôi hơn cái quý vị điều gì hết, mà bởi vì Chúa yêu tôi. Và khi chúng ta nhắc đến mùa Giáng sinh, chúng ta bỏ qua tình yêu của Chúa, chúng ta bỏ cả mùa Giáng sinh luôn. Khi nói đến Giáng sinh, chúng ta phải nói đến tình yêu Chúa yêu thế gian. Yêu như thế nào? Yêu thì ai cũng yêu, mà Chúa yêu chúng ta như thế nào? Ở trong bảng tiếng Việt của mình dùng một cái chữ rất là hay, đó là chữ yêu đến nỗi.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi. So love, so yêu thương đến nỗi. Không phải là Chúa yêu chúng ta. Không phải là Chúa yêu thương bình thường, mà yêu thương đến nỗi. Chúa rất yêu chúng ta. Chúa yêu quý chúng ta vô cùng. Chúa yêu chúng ta bằng cái tình yêu lớn nhất, một cái tình yêu không giới hạn. Quý vị nghĩ gì và có cái thái độ nào khi chúng ta đối diện với một cái người bất lương, xấu tính, ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo? Quý vị nghĩ gì? Quý vị nghĩ gì khi mình đối diện với một người như vậy? Một cái người mà lúc nào cũng ích kỷ, một cái người lúc nào cũng tham lam, một cái người lúc nào cũng kiêu ngạo, một cái người xấu thiệt xấu mà cứ lúc nào cũng cứ nghĩ mình ngon hơn người ta. Quý vị nghĩ mình đối diện như mình sẽ thấy làm sao? Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình thành thật với chính mình á, đa phần chúng ta sẽ tránh xa, chúng ta không muốn dây dưa với mấy cái người đó. Chi rắc rối. Gặp mặt nhìn thấy người lộ chỗ toàn là chích với lại heroin với lại thuốc rồi. Mặt mày xăm từ đầu đến đuôi. Mở miệng ra là nói hung hăng. Chúng ta sợ những người. Phần lớn chúng ta sẽ tránh xa những người. Có thể lắm một số ít thì muốn giúp đỡ người này. Ồ, có người này tội quá, mình phải giúp đỡ người này. Có thể có một số rất ít khác nói rằng, ồ, tôi phải thương người này bởi vì họ xuất thân trong một cái hoàn cảnh rất tội, tôi phải thương họ chứ. Có thể lắm quý vị. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có ai có thể yêu người đó một cách gọi là lấy hết tình yêu của mình mà dành cho người như vậy cả. Dùng cả cuộc đời của mình và cả mạng sống của mình để yêu một người như vậy. Chúng ta có thể giúp cho người đó. Chúng ta có thể thương hại người đó. Nhưng rõ nói rằng mình có thể yêu người đó bằng tất cả tình yêu của mình, bằng cả mạng sống của mình lấy ra để yêu thương người đó, thì có thể không ai trong chúng ta làm được. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng đó là chính là cái điều mà Đức Chúa Trời cư xử với con người. Chúa không yêu chúng ta bình thường. Ngài yêu chúng ta đến nỗi. Ngài yêu chúng ta bằng hết cả tình yêu của Ngài. Ngài rất là yêu chúng ta. Và trong Roma đoạn 5 câu 6 câu 8 là ba câu kinh thánh mà nó luôn luôn để cho tôi một cái sự ấm lòng khi tôi nghĩ về tình yêu của Chúa. Ở đây Roma đoạn 5 câu 6 câu 8 viết rằng: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Cái chữ yếu đuối ở đây, ở trong nguyên nghĩa, nó là sự bất lực. Trong khi chúng ta bị bất lực trước cái tình trạng tội lỗi của mình, trong khi chúng ta là kẻ có tội, thì điều gì xảy ra? Kinh Thánh nói tiếp trong câu 7 rằng: họa, tức là ít lắm mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, cũng ít lắm có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Và câu 8 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đấy là những câu Kinh Thánh nói đến tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Tôi nói với quý vị một cái điều rất bình thường trong cuộc sống thôi. Ví dụ như bây giờ tôi với anh Hải đây có cái điều gì, chúng tôi xích mích, chúng tôi gây lộn với nhau. Bác Hùng tới nói: Tính ơi, thôi con bỏ qua cho Hải đi, đừng có giận nữa. Cái câu mà tôi sẽ thường xuyên trả lời và quý vị cũng thường xuyên trả lời là gì? Ok bác Hùng, con sẽ bỏ qua cho ông Hải với điều kiện ông phải biết lỗi của mình. Nếu ông biết lỗi thì con không chấp nữa. Quý vị có công nhận đó là điều mình vẫn thường nói không? Khi một người làm xúc phạm đến mình, ok, nếu người đó biết lỗi tôi sẽ tha cho người đó. Mình thường nói câu đó. Con mình cũng vậy thôi. Nếu con biết lỗi, ba mẹ sẽ tha cho con. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, ngay khi chúng ta còn là người có tội, ngay khi chúng ta còn chưa chịu nhận lỗi, ngay khi chúng ta còn chống nghịch với Đức Chúa Trời, ngay khi chúng ta còn không chịu thờ phượng Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng, ngay trong lúc đó, không những Chúa tha cho chúng ta mà Chúa chết vì cớ chúng ta. Đó là tình yêu mà Kinh Thánh nói với chúng ta về Đức Chúa Trời. Yêu đến nỗi là như vậy đó. Rất yêu là như vậy đó. Chúng ta có thể yêu nhau vì người kia tốt. Chúng ta có thể yêu nhau vì đó là người thân của mình. Chúng ta yêu nhau vì người đó có thể là một cái người dễ thương. Chúng ta có thể yêu nhau vì đó là một cái người biết sửa sai. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta bởi vì cớ tình yêu của Ngài quá lớn. Quý vị biết ai là người viết ba câu Kinh Thánh này không? Chắc nhiều quý vị biết phải không? Bởi vì đó là Phao-lô là người viết ba câu Kinh Thánh này. Đó là người từng chống đối niềm tin của Chúa Giê-xu. Đó là người từng đi khắp mọi nơi trên đất nước Do Thái tìm bất kỳ một người nào tin Chúa Giê-xu, người này đều giết người đó hết. Một người đi giết người khác chỉ vì cớ người đó tin Chúa Giê-xu thôi.
Và khi người đó ý thức được rằng Chúa yêu mình khi mình còn là kẻ có tội, thì người đó đã tin nhận Chúa và chính ông đã viết nên những câu kinh thánh này. Đấy không phải là lý thuyết. Đấy là thực tế. Đây không phải là lý thuyết, đây là phúc âm của Chúa Giêsu. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi, vì Chúa yêu chúng ta đến nỗi, bất chấp chúng ta là ai, bất chấp chúng ta xấu xa đến thế nào, bất chấp chúng ta nói dối mỗi ngày, bất chấp những cái suy nghĩ xấu xa dơ dáy mỗi phút trong tâm trí chúng ta, bất chấp những cái hành động thiếu ngay thẳng, gian trá, tham lam của chúng ta, Kinh Thánh nói rằng Chúa vẫn cứ yêu chúng ta như thường. Chúa vẫn cứ yêu chúng ta như thường. Đó là phúc âm của Chúa Giêsu. Ở trong tất cả các tôn giáo khác, quý vị phải ráng làm để cho mình trở nên tốt đẹp để mình được yêu thương. Ở đây Chúa nói rằng Chúa yêu chúng ta bất chấp chúng ta như thế nào. Tình yêu của Chúa bao phủ trên chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa như thế nào. Kinh Thánh nói rằng Chúa yêu chúng ta và Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa cho chúng ta bằng cách Chúa ban con một của Ngài cho chúng ta. Chúa ban con một của Ngài cho chúng ta. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao việc Đức Chúa Trời yêu thế gian lại bày tỏ bằng việc Chúa ban con một của Ngài cho chúng ta? Vì sao cái việc mà Chúa ban con một của Chúa xuống thế gian để trở nên một con người, đó lại là một cái sự bày tỏ tình yêu lớn nhất, vĩ đại nhất mà Ngài dành cho con người? Có nhiều người nói rằng là thế gian này Chúa ơi, mỗi năm có 9 triệu người chết đói. Nếu Chúa yêu thế gian, tại sao Chúa không ban cho họ đầy đủ cơm ăn áo mặc giàu sang mà Chúa cho họ 9 triệu người chết đói, là Chúa ban con một Chúa xuống này làm gì? Tôi đang thiếu nợ, tôi đang đói, tôi không có gì ăn. Bác Hùng tới nói tôi: con ơi, bác thương con lắm. Nhiều khi ổng lớn mình không dám nói lại, nhưng mà trong bụng nghĩ thôi bớt nói dốc đi, giờ đang đói nè cho ăn đi, đang nghèo nè cho mấy chục ngàn đi, nói yêu thương đây làm gì. Không, bác đến, bác dọn nhà đến mới ở chung với con. Thôi, ở một mình tôi đã khổ rồi, bây giờ ông tới rồi sao tôi nuôi ông nữa, tôi đã không có ăn rồi. Nhiều khi chúng ta nghĩ có rất nhiều người nói rằng là tin lành là nói chuyện trên trời à. Bây giờ đang đói mà 9 triệu người chết đói một năm kìa. Nếu Chúa yêu thế gian, ban con một ngày làm gì? Yêu thế gian, ban cho họ đồ ăn. Thế gian này đầy dậy bệnh tật. Ở một quốc gia hết sức là văn minh như ở Mỹ, năm 2016, người ta thống kê rằng có khoảng chừng 1.7 triệu người mới bị phát hiện bệnh ung thư. Tức là 1,7 người mới phát bệnh ung thư trong năm 2016 thôi. Và người ta dự kiến rằng là trong năm 2016, tiếp đến 1-2 năm sau á, 600.000 người trong số 1,7 triệu người mới bị ung thư trong năm 2016 ở Mỹ sẽ chết. Đừng có nói đến Việt Nam nha quý vị. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về bệnh ung thư. Việt Nam mình cái gì thua người ta chứ ung thư là không thua. Nhưng mà ở Mỹ này, một nước văn minh, năm 2016 có 1.7 triệu người mới bị phát hiện bị ung thư. Và 600.000 người đó sẽ chết. Nếu Chúa yêu thế gian, thôi Chúa không ban cho họ một cái phương thuốc trị bệnh ung thư đi. Không ban cho họ những bác sĩ đại tài đi. Cái thế gian này là một thế gian đầy dậy tội ác vô luân. Mỗi ngày người ta nói xấu nhau, người ta ghét nhau, người ta giết nhau. Nếu Chúa yêu thế gian, sao Chúa không ban một cái bộ luật đạo đức hoàn hảo, những cái vị giáo sư tới đây để mà dạy họ sống đàng hoàng đi. Chúa đến đây làm gì? Thế gian này đang xáo trộn. Thế gian này đang có những cái chiến tranh liên miên. Thế gian này có những nhà lãnh đạo độc tài vô đạo đức. Những cái nhà lãnh đạo đứng trên một quốc gia mà coi cái mạng sống của người dân không bằng cái mưu đồ chính trị của họ. Nếu Chúa yêu thế gian, sao Chúa không tạo nên những nhà lãnh đạo mới đi? Nhưng Kinh Thánh nói rằng là khi Chúa yêu thế gian thì Chúa ban con một của Ngài. Ôi quý vị ơi, có bao giờ quý vị suy nghĩ một điều rằng khi chúng ta yêu một người, chúng ta sẽ làm gì cho người đó? Khi tôi thương con tôi sẽ làm gì cho nó? Khi tôi yêu vợ tôi sẽ làm gì cho vợ tôi? Tôi sẽ làm cái điều tốt nhất cho con tôi và tôi sẽ làm cái điều tốt nhất cho vợ tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi yêu con tôi và vợ tôi. Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi rằng vì sao Đức Chúa Trời quá yêu thương con người nhưng lại không ban cho con người bất cứ điều gì khác hơn là Chúa Giêsu? Câu trả lời rằng vì Chúa Giêsu là điều tốt nhất, quan trọng nhất đối với con người. Chúa Giêsu là điều tốt nhất, quan trọng nhất đối với con người. Chúa Giêsu còn quan trọng hơn là những lương thực chúng ta ăn. Chúa Giêsu còn quan trọng hơn bệnh tật chúng ta đang đối diện. Chúa Giêsu quan trọng hơn tất cả những điều đó. Và bởi vì Chúa Giêsu là điều tốt nhất, quan trọng nhất, thành ra Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu cho con người. Vì sao Chúa Giêsu lại là cái điều quan trọng nhất, cần thiết nhất, phước hạnh nhất đối với con người? Vì sao vậy?
Giăng đoạn 3 câu 16 trả lời rằng: hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang ở trong cái tình trạng hư mất. Và để giải quyết cái tình trạng hư mất này thì Chúa phải ban con một của Ngài để làm gì? Để cho chúng ta có thể được cứu khỏi cái tình trạng hư mất đó. Hôm qua tôi có kể cho mấy anh em nghe, cách đây khoảng gần 2 tháng tôi lái xe đến một cái hội thánh ở San Francisco vào buổi chiều tối. Nhóm xong thì khoảng 9 giờ tối rồi. Và 9 giờ tối nhóm xong thì họ có một cái buổi ăn tối chung với nhau. Tôi cũng ăn với họ. Tôi ăn ít ít thôi tại vì tôi bị diabetes, tôi bị tiểu đường, thành ra tôi ăn uống nó rất là điều độ. Có một thứ mà tôi ít ăn nhưng mà tôi rất thích ăn, đó là ăn chè, quý vị biết không? Tôi là người hảo ngọt. Hảo ngọt tức là thích ăn ngọt nha, chứ còn không phải hảo ngọt vụ khác đâu. Tôi là người hảo ngọt. Hội thánh bữa đó họ có 2 nồi chè. Tôi nhìn vô là tôi thấy máu tôi nó lên tới đầu rồi, tại vì tôi khói ăn chè, khói ăn ngọt. Nhưng mà tôi không dám ăn, tại vì tôi biết tôi sắp lái xe về. Thì tôi ăn sơ sơ mấy cái miếng rau rồi vậy thôi, để tôi cầm bụng rồi tôi lót bụng rồi tôi đi về. Thì có mấy cái người tín đồ ở đó, họ thấy mục sư tới thì họ quá hiếu khách. Họ múc cho tôi 2-3 người tới, mỗi người cầm ly chè mới chết chứ. Mục sư ăn chè, nói tôi không ăn. Tự nhiên mình mới tới gặp người ta, mình kêu mình tiểu đường cũng kỳ. Mình nói thôi tôi không ăn. Nói mục sư ăn đi. Nó không ăn. Nó không, ở đây nổi tiếng là nấu chè, tín đồ ở đây nổi tiếng là nấu chè, mục sư không ăn là coi như là sơ sót lắm. Ăn đi. Tôi nói không ăn. Ông kia ông mới tới, ông nhìn tôi, ông thấy ông hết sức, ông hết thuyết phục tôi được. Ông nói mục sư chút xíu nữa lái xe 2 tiếng đồng hồ, buổi tối về dễ buồn ngủ lắm, ăn ngọt vô để cho mình tỉnh ngủ mình lái xe. Lúc đó tôi đành phải khai báo thành thật, tôi nói anh ơi, tôi bị tiểu đường. Mà hệ mà tôi ăn đường vô một cái là tôi buồn ngủ tức khắc liền. Đối với người bình thường tập thể dục mà tại vì nó ăn đường vô người ta tỉnh ra, tôi chỉ cần quất một chén chè vô thôi là coi như là tôi thăng tại chỗ liền, tôi buồn ngủ vô cùng. Ăn đường đối với người tiểu đường là nó rất buồn ngủ. Đường nó có thể tốt với rất là nhiều người, đường nó có thể làm cho rất nhiều người tỉnh táo, nhưng mà nó không phải là giải pháp tốt nhất cho tôi là một cái người bị tiểu đường. Đường nó không phải là giải pháp cho tôi. Quý vị có hiểu điều tôi muốn nói ở đây? Có rất nhiều điều nó có thể ích lợi cho con người, cơm ăn, áo mặc, tôn giáo, triết lý, tất cả những điều đó. Nhưng đối với tình trạng hư mất của con người, tất cả những điều đó không có giá trị gì hết. Đó là lý do tại sao Chúa phải đến. Con người ở trong tình trạng hư mất có nghĩa là trong nguyên nghĩa, đó có nghĩa là bị diệt vong, bị chết. Và Chúa đến để làm gì? Chúa Giêsu là cái giải pháp duy nhất để có thể đem con người ra khỏi chỗ hư mất. Quý vị có nhận thấy một cái đặc điểm chung của tất cả các tôn giáo, đó là ngoại trừ Tin Lành ra, tất cả các tôn giáo đều có một cái hệ thống tu hành hay không? Quý vị có để ý không? Bất cứ tôn giáo nào cũng có một cái hệ thống tu hành. Vì sao người ta phải tu hành? Người ta tu hành là bởi vì tất cả đều nhận ra một cái sức mạnh của tội lỗi và dục vọng trong mỗi cá nhân con người. Hơn thế nữa, người ta tu hành là bởi vì người ta biết chắc rằng mình không thể thắng hơn cái sức mạnh của tội lỗi và dục vọng đó. Nên chỉ còn có một con đường một thôi, đó là cách ly mình ra khỏi cái cuộc sống mỗi ngày để không bị cám dỗ. Đó là cái hệ thống tu hành. Tại sao tôi phải tu hành? Bởi vì nếu tôi không tu hành thì tôi sẽ bị thất bại liền. Tôi phải diệt dục, tôi phải làm mọi thứ bằng cách nào? Cách ly ra khỏi môi trường sống, cách ly ra khỏi phụ nữ, cách ly ra khỏi đồ ăn mặn, cách ly ra khỏi cái môi trường những người xung quanh. Để làm gì? Diệt dục. Không còn ham muốn nữa. Ăn uống, tôi ăn chay. Tôi ngồi tôi không còn nghe nhạc nữa. Suốt ngày tôi ngồi tôi gõ tôi đập kinh thôi. Phải không? Tôi không còn đụng với ai hết. Khỏi mất công gây lộn. Tôi không còn chen chúc, tôi không còn bon chen nữa. Tôi tách cách ly cuộc đời tôi ra. Và đó là cái hệ thống tu hành ở tất cả các tôn giáo. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ một điều rằng là như vậy thì khi con người cố gắng để cứu mình ra khỏi tình trạng hư mất bằng cách tu hành thì nó có kết quả, nó có thành công hay không? Quý vị nói có chứ, có những người tu hành họ đắc đạo, họ đủ thứ hết. Tôi nói không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu họ thành công trong việc tu hành thì họ thôi không còn tu hành nữa. Tại sao người ta vẫn tiếp tục tu hành cho đến chết? Là bởi vì người ta ý thức rất rõ ràng rằng mình không bao giờ có thể thắng hơn sức mạnh của tội lỗi và dục vọng của mình hết. Thành ra bây giờ mình phải giữ cái điều đó, phải ăn kiêng, phải ăn chay, phải ngồi cách ly ra khỏi môi trường sống cho đến khi mình chết mà thôi.
Tất cả cái điều đó nói cho chúng ta hiểu một điều rằng không có cái gì có thể giải quyết tình trạng hư mất của con người. Không có gì có thể giải quyết tình trạng hư mất của con người. Vì sao con người không bao giờ có thể giải quyết tình trạng hư mất của mình? Vì sao con người không bao giờ có thể thắng hơn sức mạnh của tội lỗi và dục vọng được? Bởi vì cái sức mạnh của tội lỗi và dục vọng nó không chỉ nằm ở môi trường xung quanh, nó nằm bên trong con người của chúng ta. Và đó là cái lý do mà Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, vì Đức Chúa Trời thấy con người hư mất, do đó Ngài đã ban con một của Ngài xuống thế gian. Và quý vị biết không, hậu quả của sự hư mất là một hậu quả nghiêm trọng mà ở Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng chúng ta tin con ấy thì được sự sống đời đời. Có nghĩa rằng nếu như Chúa Giêsu không đến, con người sẽ bị hư mất và hậu quả của nó là sự sống đời đời. Đúng là chúng ta bị mất sự sống đời đời. Hậu quả của sự hư mất chính là sự chết đời đời. Chúa Giêsu là cái phước hạnh lớn nhất của nhân loại, vì Chúa là cái giải pháp duy nhất cứu con người ra khỏi tình trạng hư mất và ban cho họ sự sống đời đời. Đó là giải pháp duy nhất. Và giải pháp nó được xảy ra như thế nào? Giải pháp mà Đức Chúa Trời đưa đến cho con người, đó là thay vì con người bị chết, bị hư mất, thì Chúa Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người. Để làm gì? Để Chúa chịu chết thay cho con người. Thay vì con người chịu chết, thì chính Chúa Giêsu chịu chết. Thay vì con người tội lỗi chịu chết, thì chính đấng vô tội chịu chết. Và chính sự chết của Chúa cũng như sự sống lại, sự phục sinh của Chúa đã đem con người, mặc cho con người lấy sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho. Và bởi đó chúng ta nhận được sự sống đời đời. Quý vị ơi, quý vị nghĩ gì về cái chữ là sự sống đời đời? Có thể quý vị nói rằng, ô, sự sống đời đời nó không phải là cái điều gì tôi quan tâm đến hiện tại. Hiện tại tôi có nhiều điều quan tâm lắm. Sự sống đời đời nó thuộc về những cái điều sau sự chết kìa. Chừng nào tôi chết tôi mới đối diện với cõi đời đời. Nhưng quý vị ơi, đó là một cái quan điểm sai lầm. Cái sự sống đời đời không phải là điều mà những người tin nhận Chúa Giêsu nhận được sau khi qua đời đâu. Mà cái sự sống đời đời đó, nó chính là một cái điều mà chúng ta nhận được ngay khi chúng ta tin nhận Chúa, để chúng ta sống một cuộc đời mới. Và đó cũng là một cái sự sống đi theo chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Đó không phải là những gì mà chúng ta nhận được sau khi chúng ta chết, mà đó là những gì chúng ta nhận được ngay khi chúng ta đang sống ở trên đất này. Và chính vì cớ chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chính vì cớ chúng ta tin nhận sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, thì cái sự sống mới của Chúa được đặt vào trong chúng ta. Chính sự sống mới đó đã khiến cho những người tin nhận Chúa Giêsu sống vui thỏa cuộc sống mỗi ngày. Chính vì cớ sự sống mới của Chúa ở trong cuộc đời của những người tin nhận Chúa Giêsu, thành ra người đó nhận thấy đời sống của mình có ý nghĩa, người đó mới có thể bình an trong mọi hoàn cảnh. Và chính sự sống đó nó đổi mới cái tâm tính, đổi mới cái tâm trí, cái hành vi của tôi mỗi ngày. Và cũng chính vì sự sống đó đảm bảo cho tôi một cái nơi vinh hiển, phước hạnh khi tôi qua đời. Tôi mới nói chuyện với một người đó thôi. Có cái gì khác biệt giữa một người tin nhận Chúa và một cái người cố gắng thay đổi cái tâm tính của mình? Tôi là một người nóng tính, tôi nóng tính kinh khủng khiếp. Tôi ý thức được cái điều tôi nóng tính. Tôi càng ngày tôi càng cố gắng để tôi kềm chế cái cơn giận tôi lại. Có nhiều cái cách để tôi kềm chế cơn giận tôi lại. Mình nóng, có lúc mà mình nóng quá, mình đi chỗ khác đi, đỡ nói bậy. Mình nóng quá, mình nghĩ đến cái bữa nào mà mình giận ai quá, tự nhiên mình nghĩ đó, ồ, cái người này cũng có những cái điều tốt mà, đừng có nghĩ đến cái điều tiêu cực. Mình suy nghĩ nhiều thứ, có nhiều cách để mình xả cái cơn giận mình ra. Mình nóng quá, mình thay vì mình quánh người ta, mình xuống nhà bếp, mình mở tụ ra, mình lấy chén, lấy ly, mình đập cho nó, thay vì mình quánh người ta. Nhiều cách. Và quý vị biết không, khi chúng ta càng lớn chừng nào, chúng ta càng có cái khả năng để chúng ta kiểm soát cái cơn giận của mình. Một phần là bởi vì mình hết sức để mình giận đúng và hết sức để chửi lộn, hết sức để quánh là thôi, nhịn. Như vậy nó có cái gì khác với một người tin Chúa? Quý vị biết không? Khi quý vị không có Chúa đó, quý vị có thể kềm cái cơn giận mình lại. Nhưng để có thể thật sự tha thứ và yêu thương người đó là điều không thể. Chỉ có những người mà Chúa biến đổi cuộc đời của mình mới có thể yêu thương cái người làm tấn công mình, làm tổn thương mình mà thôi. Đó là sự thay đổi bên trong, đó là sự sống đời đời được đặt vào trong con người chúng ta trong hiện tại. Đó là tin lành của Chúa Giêsu. Thành ra,
Sáng hôm nay chúng ta học với nhau một câu kinh thánh thôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và tôi ao ước rằng là đây là sứ điệp của mùa Giáng sinh, và tôi ao ước rằng là không ai trong chúng ta tiếp tục ăn Giáng sinh, kỷ niệm Giáng sinh mà không kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của mình. Giáng sinh là tình yêu của Chúa. Tình yêu đó là một tình yêu lớn đến nỗi Chúa đã ban cái điều quý nhất của Ngài là con Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta không còn bị hư mất nữa, để chúng ta được sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu nói rằng: Ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha. Chúa là đường đi, đó là con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Chúa là lẽ thật, những cái điều gì mà Phúc Âm nói nó luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh với mọi người. Chúa là sự sống, thờ phượng Chúa là bước vào trong mối liên hệ với Chúa, đó là sự sống, nó không phải là một tôn giáo chết. Và sáng hôm nay một lần nữa chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh, chúng ta kỷ niệm mùa lễ Giáng sinh, chúng ta học với nhau một câu kinh thánh rất là hay, đó là Giăng đoạn 3 câu 16. Và tôi ao ước rằng đến với lòng của mọi người trong chúng ta. Quý vị ơi, biết bao nhiêu mùa Giáng sinh quý vị mua quà rồi. Biết bao nhiêu mùa Giáng sinh quý vị có những cái party. Biết bao nhiêu mùa Giáng sinh quý vị nhận quà rồi. Biết bao nhiêu mùa Giáng sinh quý vị đi chơi rồi. Nhưng có bao giờ quý vị kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trong mùa Giáng sinh? Chúa có thật sự hiện diện trong cuộc đời sống mình? Sự sống của Chúa có thật sự đang biến đổi mình? Sự sống của Chúa có thật sự đem đến cho mình sự bình an? Sự sống của Chúa có thật sự đem đến cho mình một cái sự thỏa lòng? Sự sống của Chúa có bao giờ đem đến cho mình một cái sự bảo đảm?